tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Một đoạn thảm tình của tác giả nhà văn Trạch Kỳ. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1931. Người đọc Thái Hoàng Phi. Con Lê là đứa tớ gái của bà Dương Thị Lan. Một buổi sáng kia, vào độ 5 giờ, ngọn cỏ còn đông đầy sương, thì đã thấy con Lê tay cầm cây chổi tàu cao, đi dọc theo hàng rào trà mà quét rác. Thình lình không biết nó thấy vật chi, mà làm cho nó đứng nhìn trân trong một bụi trà. Nó thấy một cái giỏ may nhỏ, trên phủ một cái khăn lông trắng của ai đúc vào đó. Con Lê bèn lại gần kéo cái giỏ may ra, thì nghe tiếng con nít khóc. Bây giờ nó lấy làm sợ hoảng, nhưng cũng bậm gan moi ra coi vật gì cho biết. Té ra một đứa nhỏ mới đẻ vừa được một tháng, quấn trong một cái mền lớn. Con Lê chẳng biết lành dữ thế nào, nó bèn bưng cái giỏ ấy vào nhà, hơ hải chạy lên báo cho bà Lan hay. Bà cũng lật đật chạy lại xem. Bà thấy đứa nhỏ sổ sữa, mập no tròn, mặt mày dễ thương, bà bèn bồng trên tay. Đứa bé ngộ nghĩnh kia lại ngỡ rằng mẹ nó, nên nó khóc la đòi bú. Bà bèn dạy con Lê bươi móc trong cái giỏ coi còn vật gì khác không, nhưng chẳng có vật chi, chỉ có mấy cái áo nhỏ và ít tấm vải để dùng làm tã cho đứa bé kia thôi. Bà Lan nhìn đứa bé xong trong lòng chẳng rõ lai lịch đứa bé này ra sao. Bà tưởng có lẽ mẹ của đứa bé này vì bị phồn sớm mận tối đào gạt gẫm, nên ngày nay sanh đẻ đứa nhỏ ra rồi không thế nuôi dưỡng, nên phải đem đi bỏ đường bỏ xá, hay là phải bị một cảnh tồi tàn chi khác. Bà Lan còn đang bồng đứa bé trên tay thì trên nhà trên một chàng thiếu niên bước xuống. Chàng vừa thấy đứa bé thì hỏi rằng: "Con ai mà mẹ bồng vậy mẹ?" Bà Lan chưa kịp trả lời thì đã thấy anh chàng kia nựng gò má đứa bé, làm cho nó khóc lên thêm. Bà Lan bèn đem việc xí được đứa nhỏ mà thuật lại cho chàng nghe, làm cho óc chàng chẳng khỏi điều nghĩ ngợi. Bà Lan thấy đứa bé khóc thì bà thương, bà bảo con Lê đi khuấy sữa bò cho nó bú. Thương thay cho đứa bé kia, vừa lọt lòng mẹ chưa đầy bao lâu mà thân phải chịu vất vả. Nhưng nó nào có biết gì, cứ việc bú no rồi nằm ngủ, coi ngon lành. Đồng hồ treo trên vách vừa đổ 7 giờ thì Hoài Nghĩa, tên chàng thanh niên nói khi nãy, con trai của bà Dương Thị Lan sửa soạn ra đi làm. Song hôm nay chẳng rõ Hoài Nghĩa có điều chi mà sắc mặt chẳng được tươi cười, dường như có điều tâm sự. Đến nơi chàng cứ việc bước vào phòng làm việc, chẳng động chạm đến ai cả. Ngoài cửa hàng người vào ra mua hàng nườm nượp, nhưng chàng chẳng ngó ngàng chi đến việc bạc tiền. Hoài Nghĩa ngồi nơi phòng, tợ người còn sát mất hồn, miệng ngậm điếu thuốc phì phà, mắt ngó theo mấy làn khói tỏa. Cách vài giờ sau, có người đi thơ đem trao cho chàng một phong thư. Chàng nhìn tuồng chữ đề ngoài bao thơ thì biết là chữ của một người con gái, nhưng không rõ đích danh. Chàng bèn xé ra xem thì thơ ấy như vậy: Sài Gòn, ngày tháng 3 năm 1930... Cùng người yêu dấu. Em viết thơ này cho chàng, ruột em rơi từ đoạn. Em xin tạm biệt chàng từ đây, và xin chàng hãy chiếu cố giùm đứa bé vô phước kia. Chàng ơi, bây giờ đây em mới rõ câu: vợ quan trái bất thành phu phụ. Em vẫn biết lòng chàng đối với em là thế nào, nhưng than ôi con tạo trớ trêu quá, ngặt đành gieo cho đôi ta một mối sầu riêng rất nên to tát. Em khuyên chàng chẳng nên vì em mà nghịch ý mẹ, hãy bỏ tình mà theo hiếu đôi ta ngày hôm nay. Cầu ô thước sông ngân đành sái nhịp, thì nguyện cùng nhau chờ kiếp tái sanh. Còn phần đứa bé, em xin chàng chiếu cố giùm đến, chớ phần em không thể sống mà nhìn con chịu bề cực khổ. Thôi giấy vắng tình dài, hai ta cùng nhau huỳnh tiền gặp mặt. Thanh Kiều Tuyệt Bút. Hoài Nghĩa đọc hết bức thư, mặt mày biến sắc, xuất hạng cùng mình. Chàng gục đầu xuống bàn mà khóc. Đến trưa chàng về nhà, sắc mặt u sầu. Chàng bước lại rờ rẫm đứa bé đang nằm trên ván. Đứa bé ngó chàng và cười, làm cho chàng lụy tuôn lả chả.
Chàng nhìn trân đứa bé thì thấy gương mặt đề đạm giống chàng, làm cho chàng càng thêm đau đớn. Chàng thấy bà Lan trên nhà trên bước xuống thì chàng xoay mặt nơi khác gạt lệ, rồi giả dạng tươi cười bỏ đi thay đồ. Một chút đứa ở dọn cơm trưa, chàng ngồi ăn với mẹ. Nhưng mọi khi mỗi bữa ăn thì chàng hay đem việc buôn bán nơi tiệm mà bàn tính cùng mẹ. Song hôm nay khác hẳn, chàng chẳng thốt một lời. Cơm nước xong chàng vào phòng nghỉ, nhưng không thể nhắm mắt. Lật bật đến 2 giờ Hoài Nghĩa phải đi làm. Sớm mai như chiều chàng cũng vẫn ngồi yên một chỗ. Chàng suy nghĩ điều chi một hồi rồi lấy viết ra viết. Chiều hôm ấy chàng không về nhà, làm cho bà Lan trông con mỏi mắt. Nhưng bà chẳng tưởng điều chi khác hơn là Hoài Nghĩa vì phải anh em rủ đi chơi về trễ. Đêm ấy bà trông hoài cũng không thấy chàng về. Đến sáng ra bà thấy đứa nhỏ ở dưới tiệm cầm lên cho bà bức thư mà rằng: "Thưa bà, hồi chiều hôm qua cậu hai có đưa cho cháu một phong thư, dặn rằng sáng ra lập tức đem đến cho bà, nên cháu chẳng dám trễ." Bà Lan thấy việc lạ kỳ, thổ giờ không có. Bà vội vàng xé ra xem thì thấy vắn tắt mấy hàng như vậy: "Con bất hiếu cúi đầu bái tạ mẫu thân, xin dung con lầm lỗi. Như mẹ có thương con thì xin mẹ hãy vui lòng nuôi dưỡng giùm đứa bé kia. Chừng nào con đi tìm được mẹ đứa nhỏ vô phước đó thì con sẽ trở về. Còn như con tìm không được thì con cũng xin gửi gắm đứa bé ấy lại cho mẹ nuôi nấng, hầu lớn lên nó thế cho con mà dâng cơm bát nước cho mẹ. Con bất hiếu bái thơ." Bà Lan đọc xong bức thơ dường như sét đánh bên tai. Bà chẳng hiểu chi ráo. Bà dòm lại đứa nhỏ đang cựa quậy trong cái mền bao nó thì bà khóc: "Đứa bé nói trên là con ai? Mẹ nó bị phải cách gì mà đành bỏ nó như thế? Còn Hoài Nghĩa là ai? Tại sao đi tìm mẹ đứa bé ấy làm chi?" Sự tích như vậy. Bà Dương Thị Lan, người gốc gác ở Sài Gòn, chồng chết để lại cho bà một chút con trai là cậu Hoài Nghĩa với một cái gia tài khá lớn, cùng một cửa hàng ở đường Katina, tức là đường Tự Do, nay là Đồng Khởi. Bà chẳng thèm cãi giá, chỉ ở vậy thủ tiết thời chồng nuôi con và gìn giữ gia tài sự nghiệp. Bà Lan có tính lo xa, bà thường lo cho cái vận mạng tương lai của nhà bà. Bà vẫn nghĩ rằng sự giàu sang dường thể chim bao. Bà không biết là có lột da sống đời mà gìn giữ lấy gian sang, hay là bà phải chết gấp để của để tiền cho con. Mai gặp con biết lo thì chẳng nói chi, còn gặp con phóng đãng ăn chơi thì cái gia tài kia có phải là một cái điều hại cho con bà về sau này chăng? Bà chẳng biết kế gì mà phòng hộ thân cho con ngày sau đặng no cơm ấm áo. Bà chỉ biết có một kế là lo cho con ăn học, ngày sau rủi có sa cơ thất thế rồi thì con bà cũng có thể bán chữ mà nuôi thân. Bà bèn lo rèn đúc cho cậu Nghĩa trở nên người ăn học. Khi Hoài Nghĩa đậu bằng cấp tốt nghiệp nơi trường Trung học Sài Gòn, mẹ chàng chẳng quản mẹ quá con côi, một cây một trái, bèn cho Hoài Nghĩa sang Pháp mà dồi thêm kinh sử. Chẳng bao lâu Hoài Nghĩa chân bước thang mây, tay vinh nhành quế, xuống tàu trở về tổ quán, làm cho bà Lan xiết chi nở mặt đẹp mày. Từ ngày Hoài Nghĩa trở về đất Việt thì lần tay tính có dư năm. Ý chàng còn muốn trở qua Pháp trong ít lâu nữa đặng lo thi khoa tấn sĩ, song bị mẹ chẳng cho. Viện lẽ rằng chàng là con một, trong 4 năm dài đăng đẳng tình mẫu tử chia lìa, ăn không ngon nghỉ không kỹ, mãn nhớ thương lo lắng cho con, quê người đất khách. Ngày nay bà thấy chàng bình yên trở về, mẹ gặp con, bà mừng không xiết kể. Bà Lan năm nay tuổi đã ngoài 50, câu thần tỉnh mộ khang không ai hẫm hút, bề tề gia nội trợ bà chẳng ai lo lắng, nên bà quyết chẳng cho Hoài Nghĩa đi học nữa, phải ở nhà hầu bà có lo chọn một dâu hiền đặng điếu đãi bà. Bà lại sợ cho Hoài Nghĩa năm nay 23-24 tuổi đầu, mà là cái tuổi làm cho con người hay đắm nguyệt say qua, vui theo anh em nơi đất khách mà hư đi chăng. Phần Hoài Nghĩa là con hiếu hạnh nên không cãi lời mẹ, đành cửa khổng sơn trình từ đây không đến. Chàng tính ở nhà sớm khuya hủ hỉ cùng mẹ già. Hoài Nghĩa muốn để chân trên đường quan lộ, song mẹ không cho, vẫn muốn cho chàng theo việc thương trường, lên xuống cửa hàng mà xem sóc việc buôn bán. Cái tiệm lớn lao buôn bán hàng hóa và đồ nữ trang kia, trong 4 năm nay bà Lan vẫn phú thác trong một tay người nữ tên là Nguyễn Thanh Kiều,
mà thuở giờ bà vẫn một lòng tin tưởng. Hàng hóa trong tiệm bà vẫn bán chạy luôn là do nơi Thanh Kiều biết chọn hàng, lại cũng nhờ nàng Khôn Lanh biết chiêu viện mối hàng, nên chi việc tài chính trong tiệm đều tấn phát. Thanh Kiều năm nay được 25 tuổi, cha mẹ nàng đều khuất sớm, để cô lại một thân cùi cúc nơi trần thế. Cô đã một lần kết nghĩa châu trần cùng một thầy làm việc trong một hãng buôn nơi Sài Gòn. Phần cô quá nên bạc bẽo, hương lửa chưa nồng, sợi dây tơ từ đây đứt đoạn, khiến cho chồng cô mang phải bệnh dịch mà thác. Nhà nghèo, chồng chết, tình cảnh của cô Thanh Kiều bây giờ thật là bối rối. Nhờ cô có chút học thức nên cô tính xin vào mấy hãng mà đứng buôn bán, nhưng đi đến đâu cũng chỉ nghe một câu là không cần dùng người. Thanh Kiều đi trót tháng trời mà ngày nào như ngày nấy, vẫn đi không về rồi. Mai sau một hôm cô đi kiếm sở làm như mọi khi, dọc đường cô lại gặp một người chị em bạn cũ mách với cô rằng nơi tiệm bà Lan có cần dùng người. Cô bèn đến xin thì được ngay. Từ ấy cô vẫn giữ một lòng trung thành với chủ, làm việc siêng năng nên bà Lan thương mến như con ruột, phú thác cửa hàng đồ sộ cho một tay cô gìn giữ. Thanh Kiều tuy có một đời chồng rồi, song bề nhan sắc của cô có thể làm cho siêu đình ngã quán, bởi vậy cho nên hiếm bọn thanh niên phải đắm say vì sắc cô vậy. Ông Sanh sao cứ ghét chi bọn má hồng, hại Thanh Kiều mới có bao nhiêu tuổi mà phải đành phòng không chích bóng, gãi gánh giữa đàn, làm cho cô sớm than chịu thở. Than ôi, ai cũng rõ cho Thanh Kiều cũng là bọn đầu xanh tuổi trẻ. Cái tuổi của cô có đáng chi là hoa tàn nhị sữa mà phải buộc cô ở vậy thời chồng, đành khóa cửa phòng không giữ gìn chữ tiết. Cũng lắm phen cô nghĩ đến phận bèo trôi, nên lòng cô rất buồn thầm cho duyên phận lỡ làng mà phải châu rơi ngọc đổ. Thương thay một nàng nhược chất liễu bồ, hương trời sắc nước như Thanh Kiều, mà Hoàng Thiên lại đành nhẫn tâm đến thế, để cho phận cát đằng phải vùi nơi đất bụi. Nàng mãn nghĩ quanh lo quẩn cho cái vận mạng tương lai của nàng, rồi đây chẳng biết xoay trở thế nào, nên đành thất tiếc với chồng, tính cho người hầu chấp mối tơ thừa, đặng nhờ bóng tùng quân che chở trong khi gió táp mưa xa. Hiềm gì nàng chưa gặp được ai là kẻ biết yêu thương người bạc phận, nên ngọc vẫn còn ẩn đá chờ người. Thanh Kiều từ khi vào làm việc cho bà Lan thì hằng ngày nàng vẫn lên xuống nhà bà mà tính sổ sách hoặc việc này việc nọ. Nàng thấy cái ảnh của Hoài Nghĩa chụp bên Pháp gửi về treo nơi vách, thì lòng nàng sao lại bắt mơ mơ tưởng tưởng, ước ao sao cho gặp đặng người dung nghi tướng điệu như Hoài Nghĩa. Vì cô trông xem chân dung của Hoài Nghĩa thì nàng nhận là người hào hoa phong nhã. Tuy lòng nàng ước ao như vậy là muốn cho gặp người đúng đắn đặng có trao thân gửi phận. Ngoài sự tưởng bóng mơ hình kia, Thanh Kiều chẳng chút dạ tà tay, đem lòng mong điều quấy quá. Ôi, ai có rõ cho duyên nợ của Thanh Kiều sau này kết cuộc thế nào? Những điều mộng ước kia có được kết liễu mỹ mãn chăng? Nhắc qua từ khi Hoài Nghĩa bên Pháp về thì mỗi ngày chàng thường hay lên xuống nơi cửa hàng của mẹ mà lo xem sóc việc bán buôn. Chàng thấy mặt nàng Thanh Kiều thì đem dạ thương thầm, đêm mơ ngày ước cho hai người được kết nghĩa trúc mai, vui câu cầm sắc. Độc thay cho chữ tình, một vật vô tri, vô giác, vô bóng, vô hình mà hại cho con người xa đắm vào đường bất chánh. Biết bao nhiêu người mang hại vì chữ tình, từ trang học thức đến kẻ quê mùa dốt nát, ai ai cũng lọt vào bể tình. Thậm chí đến những người ẩn dương nương Phật mà còn phải lụy vì tình. Huống chi là Hoài Nghĩa, là kẻ cũng như ai, thì thế nào chàng tránh cho khỏi đường tình dục? Tài nào chàng lại bịt mắt ngó lơ, không nhìn xem cái dung nhan kiều mỹ của nàng Thanh Kiều, dầu cho chàng lòng dạ sắt đinh cũng không khỏi mong điều quấy quá. Phần nàng Thanh Kiều thì cũng chẳng khác nào Hoài Nghĩa, song hai đàn vẫn ung đúc trong lòng một chữ tình chưa hề lộ diện. Trong một năm trường như vậy, cặp trai tài gái sắc kia vẫn ngó nhau bằng cặp mắt hữu tình, chứ chẳng một lời trêu hoa nghẹo nguyệt. Hoài Nghĩa vẫn lấy một chữ tình cao thượng mà đối đãi cùng Thanh Kiều. Tuy bề trong chàng có tình riêng, song lòng chàng vẫn chẳng dùng cường lực mà ép liễu nài qua. Hằng ngày chàng đối với Thanh Kiều một mực công bằng minh chánh. Chàng thấy cách ăn ở mỹ miều của Thanh Kiều chẳng phải như phường gái lan dâm trắc nết, thì chàng lại kính phục bội phần. Còn Thanh Kiều cũng giữ trong lòng một mối tình riêng, nhưng nàng chẳng trông gì đến việc chấp nối cùng Hoài Nghĩa cho được. Vì phận nàng là gái có chồng, còn Hoài Nghĩa là trai chưa vợ,
thì có lẽ nào chàng chịu rước lấy của thừa. Huống chi chàng là con nhà giàu có, lại học rộng thấy xa, thiếu gì con nhà quyền quý sang trọng đem đưa cho chàng. Chớ nàng không dè, Hoài Nghĩa rất hữu tình cùng nàng. Ngày lụng tháng qua, bóng Thiều Quang thấm thoát, dường như cửa sổ ngựa qua. Cặp quan ương kia lần lần mới lộ vẻ chân tình. Ban đầu hai đàn còn sụt rè e lệ, sau rồi lửa bắt đầu, ngọn tình càng khiêu càng tỏ. Biết bao lần thề non hẹn biển, giữ chặt lòng buộc lấy chữ đồng. Hoài Nghĩa thương Thanh Kiều bao nhiêu thì càng giữ tiết trinh giùm nàng bấy nhiêu. Chàng không hề khi nào tuôn giường đào ra tay bẻ trái. Mỗi lần chàng gặp Thanh Kiều thì chàng đem những câu tình ái mà biện bạch cùng nàng, chứ chẳng hề đem thói ông bướm lả lơi mà bày triêu người thục nữ. Lòng chàng định trăm năm cùng nàng, nên việc ân ái chàng có vội chi mà gấp. Thanh Kiều thấy cử chỉ của Hoài Nghĩa chẳng phải như đông bọn thanh niên khác, mong điều tình dục mà làm sự quấy, muốn chơi hoa cho biết mùi hoa, nên nàng càng thương càng kính. Nhiều khi nàng nghe Hoài Nghĩa nói sẽ tô cùng bà Lan mà đi cưới nàng, thì nàng lấy làm ái ngại, vì nàng là phận hoa tàn nhụy sữa, thì đâu có đáng chung gối giao đầu cùng Hoài Nghĩa. Huống chi mẹ chàng là một người quá ư nghiêm khắc, ở ăn theo lối phong tục nhà xưa, thì việc lứa đôi cho Hoài Nghĩa là điều bà rất nên chú ý. Nàng biết không thể bà đi cưới nàng cho Hoài Nghĩa, nên thường khi nàng bày tỏ ý kiến cho Hoài Nghĩa nghe, thì chàng trả lời một cách chắc chắn rằng: đã biết câu sở sanh sở định, song quyền chọn lựa là quyền nơi ta. Việc nhân duyên nên hư là do ta chịu bề trách nhiệm, không lý mẹ ta lại buộc ép ta. Nhưng dầu tan thương dâu bể thế nào, ta cũng nguyện một lời cho trọn. Ta sẽ bảo bọc nàng luôn, dẫu non mòn biển cạn. Ta đây thề rằng hễ bao giờ đôi ta còn sống trên mặt địa cầu này, thì cùng nhau có ngày châu về hiệp phố. Thanh Kiều nghe được mấy lời quân tử như vậy, làm cho nàng mừng thầm, nhưng cũng còn chút đỉnh lo sợ. Còn phần Hoài Nghĩa, muốn cho cuộc tơ duyên kia mau thành, mà thành một cách rõ ràng. Một hôm chàng đem việc ấy mà bày tỏ cho mẹ là bà Lan nghe, và xin bà hãy cưới Thanh Kiều cho chàng. Cuộc đời xoay trở trở xoay, duyên kia chưa bén, sầu tình lại gây, khiến cho lòng bà Lan chẳng khứng, lại đem lời mà rầy la Hoài Nghĩa. Bà viện lẽ rằng Thanh Kiều là gái chết chồng, lại nghèo khổ, làm mướn làm thuê, có xứng đáng đâu làm dâu bà. Bà Lan cố một lòng rầy con, cản trở sự nhân duyên của Hoài Nghĩa, làm cho chàng buồn rầu quá bội, nhưng chẳng dám cãi lời mẹ. Chàng quyết chẳng cưới vợ khác, một lòng ở vậy mà chờ Thanh Kiều. Từ ấy sắp sau, bà Lan dọ nơi này tìm nơi nọ, lo cưới vợ cho Hoài Nghĩa. Có nhiều nơi con nhà huyện phủ khứng làm xui gia với bà, nhưng lòng Hoài Nghĩa không khứng, nói rằng chàng chưa muốn cưới vợ. Một hôm Hoài Nghĩa đem mấy lời của mẹ mà bàn tính cùng nàng Thanh Kiều. Nghe qua Thanh Kiều cũng không lấy sự ấy làm lạ, vì nàng vẫn biết bà Lan lấy mấy cớ ấy mà chê nàng. Thanh Kiều trong lòng cũng buồn thầm, song nàng vẫn lấy tình chân chánh mà an ủi Hoài Nghĩa: hãy quên nàng mà nghe lời cha mẹ, định gia định thất. Nhưng trai quân tử như Hoài Nghĩa nghe mấy lời an ủi của Thanh Kiều lại không vui. Chàng nguyện một lòng giữ tròn lời hứa, còn ý Thanh Kiều thì không muốn cho chàng vì đó hoa tàn của nàng mà thành con bất hiếu. Nàng bèn tính thôi làm nơi tiệm của bà Lan, hầu khuất mặt nàng. Họa may Hoài Nghĩa quên nàng mà lo tròn chữ hiếu, nàng bèn xin thôi. Bà Lan cố cầm nàng lại mà không được, bà đành phải mất một tay tin cậy. Hoài Nghĩa vẫn một lòng thương tưởng Thanh Kiều. Từ ngày nàng Thanh Kiều thôi làm thì chàng lấy làm sầu não, vì không gặp mặt người thương. Chàng chẳng biết phải tìm nơi đâu cho gặp mặt Thanh Kiều, phần chàng không biết nhà nàng. Cách ba trăng như vậy, Hoài Nghĩa chẳng rõ tin tức Thanh Kiều và cũng không rõ nàng ở nơi nào. Một hôm chàng đi xuống tiệm, bỗng gặp nàng Thanh Kiều tay cầm cuốn giấy trong hãng sặc ne bước ra, ăn mặc một cách lôi thôi. Hoài Nghĩa liền xuống xe mà đón nàng. Thanh Kiều vừa ngó thấy Hoài Nghĩa thì muốn ẩn mặt, nhưng không sao làm kịp vì Hoài Nghĩa đã đứng ngay trước mặt nàng rồi. Hoài Nghĩa bèn han hỏi tâm sự thì mới biết nàng đi tìm chỗ làm. Chàng thấy cách ăn mặc nghèo hèn của Thanh Kiều thì định cho nàng trong 3 tháng trường chưa tìm chỗ làm được nên khóa ra nghèo nàn. Chàng lại trách nàng Thanh Kiều sao chàng chưa phải bạc tình mà nàng đi ra chẳng một lời hơn thiệt. Thanh Kiều chẳng trả một lời, chỉ đứng làm thinh mà lau nước mắt. Hoài Nghĩa bèn năn nỉ Thanh Kiều cho chàng biết nhà, hầu tới lui thăm viếng và giúp đỡ cho.
Thanh Kiều biết ý chối từ không được. Cực chẳng đã nàng phải phân thiệt. Hoài Nghĩa móc ra 20 đồng mà đưa cho Thanh Kiều xây xài. Đừng phải đi xin chỗ làm chi vô ích. Chàng lại hứa hễ khi nào cần dùng đến tiền bạc hoặc điều gì thì viết thơ cho chàng. Thanh Kiều chẳng thọ cổ Hoài Nghĩa, nhưng bị Hoài Nghĩa nài nỉ ghe phen nên nàng phải ngửa tay thọ lãnh. Xong tiền ấy nàng vẫn cất luôn, không hề xài nát. Nàng quyết chờ dịp mà trả lại cho Hoài Nghĩa. Tới đây hai đàn đành phân tay với nhau. Chiều lại Hoài Nghĩa không về nhà mà lại đi thẳng đến nhà Thanh Kiều. Chàng gặp nàng ở trong một căn nhà phố lá miệt sớm gà gia đình. Tuy đồ đạc chẳng có chi nhiều, một bộ ván dầu, một cái bàn mây cùng ít cái ghế sắt. Chú thích: sớm gà nằm gần chợ Cây Quéo, tức là chợ Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh ngày nay. Hết chú thích. Tuy đồ đạc chẳng có chi nhiều, một bộ ván dầu, một cái bàn mây cùng ít cái ghế sắt. Gặp mặt nhau hai đàn kể lể sự tình. Đến 9 giờ Hoài Nghĩa mới ra xe về nhà. Từ ấy Hoài Nghĩa hễ ít ngày ghé thăm nàng Thanh Kiều một lần và cho tiền bạc giúp đỡ. Lần nào Hoài Nghĩa cũng ra về chứ không hề ở đêm nhà nàng. Cách vài tháng sau, không biết hai đàn tính cách nào mà thấy Hoài Nghĩa mua đồ đạc trong nhà đáng có 300, dọn một căn phố sạch của ông hội đồng S ở bên hông công sở làng Bình Hòa, rồi thấy nàng Thanh Kiều về ở. Mỗi tuần lễ thì thấy Hoài Nghĩa ăn ở đấy một vài lần. Ngoài này bà Lan thấy con mình sao ý khác, chẳng còn đi đúng giờ về đúng khắc, thì lòng bà bắt sanh nghi. Bà rầy la Hoài Nghĩa thì chàng lại dối rằng bị đi chơi cùng chúng bạn. Bà Lan biết có điều giấu giếm nên ép Hoài Nghĩa cưới vợ. Nhưng chàng cố quyết không, túng thét bà giả ra đau ốm lo buồn. Hoài Nghĩa thấy tình mẹ rầu con nên giả ý xuôi theo cho vui lòng mẹ, rồi sẽ thừa cơ mà biến bẻ. Bà rất vui lòng, liền lật đật đi coi con quan quyện tiền cho chàng. Cách ít ngày sau thì quả nhiên thấy đám hỏi của Hoài Nghĩa. Tin này thấu tai đến Thanh Kiều, tỉ như xét đánh bên tai. Nàng lấy làm bối rối vô hồi, vì 3-4 tháng trường ân ái cùng Hoài Nghĩa, rủi ra nàng đã có thai trong lòng. Nàng bèn tính để yên cho Hoài Nghĩa sánh câu giai ngẫu cùng kẻ khác hầu đẹp lòng mẹ. Nàng bèn viết cho Hoài Nghĩa một bức thơ rồi niêm đồ đạc gửi y lại cho chủ phố, bỏ nhà ra đi. Thanh Kiều bây giờ trăm mối ngổn ngang tợ tơ vò. Nàng ra đi chẳng biết đi đâu, phần mang bụng chữa kề ngày. Nàng bèn tính xin vào ở nơi nhà thương thị nghè, trước là làm công việc mà nhờ hộp cơm, sau là đến ngày khai hoa nở nhụy, thì được mấy bà Phước lo lắng. Bụng nàng quyết liều mình cho rồi đời cái kiếp truân chuyên, xong bị đứa con kia trong bụng nên không đành, nàng mới ẩn nhẫn mà sống. Hoài Nghĩa khi hay tin Thanh Kiều trốn đi thì khóc thôi nức nở. Chàng than rằng: này Thanh Kiều em ơi, có phải lòng anh bội ước mà bỏ em đâu. Ấy là kế qua muốn vui lòng mẹ. Trước khi em ra đi sao không cạn hỏi lòng anh đã. Bây giờ anh biết đâu mà tìm em cho gặp. Em ơi, còn con anh trong bụng em kia, em lại đi đâu? Thật em tệ chi lắm vậy. Trưa lại chàng vào gia đình trả tiền phố, rồi xe đồ đạc gửi cho một người anh em bạn. Từ ấy chàng vẫn tìm kiếm Thanh Kiều, nhưng than ôi, hạt nổi mây đồng, biết đâu tìm ra tin tức. Nhắc qua khi Thanh Kiều vào nhà thương thị nghè được 3 tháng thì sanh đẻ. Nàng nhờ mấy bà từ thiện bảo bọc nên đứa nhỏ vẫn mạnh giỏi như thường. Đến lúc đầy tháng nàng bèn đến tạ ơn bà Phước mà đi. Bây giờ rảnh rang cho nàng, chẳng còn mong gì nữa. Nàng mới tính đến việc quyên sinh, xong bị thằng con làm cho nàng đang còn lưỡng lự. Bây giờ trong trí nàng hãy nảy sinh ra một kế là phải giao đứa bé này lại cho Hoài Nghĩa nuôi dưỡng, chứ nàng không thể đem đứa bé vô tội kia theo nàng đến chốn cửu tuyền. Một hôm trời tối đen như mực, trước đường nơi nhà bà Lan thấy có bóng người bưng vật chi trên tay thấp thoáng, rồi đem nhét vào bụi trà. Ấy là kế của Thanh Kiều. Sau khi suy nghĩ, nàng mới tính đem đứa nhỏ bỏ vào giỏ mây mà giao cho Hoài Nghĩa một cách bí mật như vậy, cho khỏi thiên hạ phân vân, mà mẹ chàng cũng khó hiểu ngọn gốc. Nàng bèn viết một bức thư mà gửi gắm đứa bé cho Hoài Nghĩa nuôi dưỡng và giả từ chàng. Chính là bức thơ Hoài Nghĩa tiếp được trên kia. Bên nhà vợ chồng ông Huyện Tiền không rõ ai đồn với ông rằng Hoài Nghĩa đã có cặp cùng một người. Thật là vách mạch rừng là vậy. Ông Huyện bèn mời bà xuôi qua mà hồi hôn và xin trả của xính ngày trước. Bà Lan lấy làm thẹn hết sức. Bà thầm trách Hoài Nghĩa sao hư tệ. Hoài Nghĩa nghe tin ấy chẳng chút chi hờn, mà lại lấy làm vui vẻ. Chàng chẳng hoảng đến những lời trách móc của mẹ.
chàng bèn lo phương tìm kiếm Thanh Kiều đem về mà vui cầm loan phụng. Ngài chẳng gặp bức thơ của Thanh Kiều thì chàng lật đật để chân ra đi tìm kiếm. Ngày nào chàng cũng đảo khắp cả Sài Gòn mà dò hỏi, nhưng trót một tháng trời chẳng nghe chi. Chàng bèn đi cùng tỉnh này qua tỉnh nọ. Một bữa kia chàng vừa đến tỉnh Cần Thơ, chàng bèn mướn khách sạn mà trú ngụ. Chiều lại chàng mới rảo bước cùng đường này nẻo nọ mà tìm. Bỗng đầu chàng gặp một người nữ hình dung yểu điệu giống hệt như Thanh Kiều, đang cặp tay cùng một vị thanh niên thỉnh thoảng đi trên mé bờ sông mà hướng cảnh. Chàng bèn nôm theo coi, nhưng không dám lại gần cho tạng. Chàng bèn nghi chắc là Thanh Kiều ngày nay đành bạc tình cùng chàng mà đi lấy chồng khác. Chàng tức giận Thanh Kiều biết mấy, muốn lại gần han hỏi, nhưng bị gã kia làm cho trở ngại bước chàng. Chàng bèn ngồi nơi ấy để chờ cặp quan ương kia ra về, đặng nôm theo coi cho biết. Dừng ô vừa lặng, cặp trai gái kia sắp lưng ra về. Hoài Nghĩa bèn nôm theo. Đến chừng chàng thấy anh trai nọ chia tay chị gái trước cửa phòng một hiệu khách sạn. Nàng nọ liền vào phòng. Hoài Nghĩa bây giờ lại chắc nàng Thanh Kiều trở ra một phường liễu ngõ qua tường, đem dốc thân bộ liễu mà đãi khách làng chơi. Sự giận của chàng bây giờ càng tăng lên cực điểm. Chàng bèn nối gót nàng ấy lên phòng. Hoài Nghĩa mướn một cái phòng rồi bảo bồi mời nàng ấy lại cho chàng. Nàng kia nghe bồi đem mối thì mừng lòng lật đật đến nơi. Nàng thấy Hoài Nghĩa bèn chiếp miệng cười duyên, làm cho gan Hoài Nghĩa sôi nghe sục sục. Chàng bèn dằn lòng hỏi sơ qua gốc tích của nàng nọ thì mới rõ nàng ấy chẳng phải là Thanh Kiều, mà là một ả buôn hương bán phấn gốc gác ở Cần Thơ. Bây giờ chàng mới hết nghi. Chàng liền móc tiền trả tiền phòng già cho ả kia, rồi xách nón trở ra. Chàng cứ việc đi dọc theo đường mà tìm mãi. Đến lúc canh tàn đêm lụng, chàng mới chịu trở về phòng mà nghỉ. Chàng sang tỉnh này qua tỉnh nọ, trót có tháng trời mà chẳng lòi ra manh mối. Chàng định cho Thanh Kiều đã tự tử. Thất vọng, chàng lập tức trở về Sài Gòn. Phần Thanh Kiều từ khi đem bỏ đứa nhỏ nơi hàng rào trà của bà Lan thì lấy làm lo sợ. Chẳng biết Hoài Nghĩa có nhìn nhận mà nuôi dưỡng hay là chàng sợ tiếng tăm mà bỏ bê. Nàng bèn trở vào nhà Thương Thị Nghè mà xin ở lại, hầu dọa tình coi con mình có được nuôi dưỡng tử tế không. Trưa bữa nào nàng cũng thoáng ngang qua nhà bà Lan mà dòm ngó. Ban đêm cũng vậy, nàng rất mừng lòng vì thấy bà Lan bây giờ ẵm đứa bé kia trên tay luôn, hình như tưng tiêu thương tưởng. Thanh Kiều bây giờ mới vừa lòng, nàng bèn từ biệt nhà Thương mà lo bề nàng. Bà Lan khi lụm được đứa bé kia thì bà vẫn tưng tiêu luôn, vì bà ít con nên hết lòng lo lắng. Từ khi bà gặp bức thơ của con như vậy thì lấy làm lạ. Bà định chắc sao con mình cùng Thanh Kiều hai đàn vẫn thương tưởng nhau rồi. Nàng nay sanh đẻ ra, Thanh Kiều không bề nuôi dưỡng, lại không trông sum hiệp với Hoài Nghĩa, nên em con giao lại mà đi lo phận nàng. Bà nghĩ như vậy nên lấy làm ăn năn hết sức. Bà lại càng thương đứa bé kia bội phần. Bà lo rầu không biết Hoài Nghĩa đi đâu, sống thác lẽ nào bà đâu có rõ. Bà bèn mướn người dò la tin tức, nhưng không ra. Bà cứ ôm đứa nhỏ mà khóc hoài. Đây nói qua từ ngày Hoài Nghĩa trở về Sài Gòn, chàng cứ thơ thẩn ngoài đường, dường như điên như dại. Một hôm chàng đi dọc theo mé sông Sài Gòn, chàng quyết kiếm nơi mà gửi thân chàng đi theo cùng Thanh Kiều cho tròn chung thủy. Chàng còn đang thơ thẩn, bỗng nghe mấy người đi đang nói chuyện với nhau rằng: "Chà, một nàng con gái sắc nước như vậy mà không hiểu bị điều chi mà nàng nhảy xuống sông tự vẫn. Mai có người thấy cứu khỏi, chứ không cũng rồi đời một kiếp má hồng." Hoài Nghĩa nghe qua liền định cho nàng con gái ấy là Thanh Kiều. Chàng bèn kêu hỏi mấy người ấy, mới hay nàng kia đã trở vào nhà Thương Sài Gòn cứu cấp. Chàng bèn kêu xe mà dông đến nhà Thương Sài Gòn thì quả thật là Thanh Kiều vừa đang tỉnh dậy. Chàng bèn ôm mình Thanh Kiều mà kể lể nhiều điều nghe ra thảm thiết. Thanh Kiều cũng ôm chàng mà khóc thôi nức nở. Hoài Nghĩa bèn kể qua nhiều khi chàng đi kiếm nàng cho nàng nghe. Thanh Kiều cũng thuộc đều khổ não. Hai đàn chỉ mừng nhau bằng đôi mắt chứa chan lụy thảm. Đến chừng Thanh Kiều thật tỉnh, Hoài Nghĩa bèn lãnh nàng ra và cùng nhau dắt về nhà mà thú tội. Ngày ấy bà Lan đang ngồi bồng đứa bé mà cho bú, nhưng sắc mặt buồn teo, trông chừng Hoài Nghĩa. Bỗng nhiên bà thấy Hoài Nghĩa cùng Thanh Kiều ngoài ngõ xăm xăm đi vào. Bà vừa cất tiếng lên kêu thì đã thấy Hoài Nghĩa, Thanh Kiều hai người sụp quỳ trước mặt bà mà khóc nức nở. Bà mừng quá trí, đến đổi phải khóc hòa theo con. Kế nghe Hoài Nghĩa cất tiếng kêu ca rằng: "Thưa mẹ, hai con ngày hôm nay đê đầu lại mẹ, xin mẹ dung thứ cho con nhờ. Phần con hôm nay cam bề thất hiếu,
con mong ơn mẹ thứ dung cho hai con. Bà Lan bèn lại đỡ hai con dậy mà rằng: Thôi, mẹ cũng tha lỗi cho hai con, vì cũng tại mẹ mà hai con phải chịu bề cay đắng. Hôm nay mẹ con hội hiệp, mẹ cũng rất vui lòng mà cho hai con chung vui một cửa. Hoài Nghĩa và Thanh Kiều thấy con nằm ngửa trên ván, tay chân đang cừ quậy, bèn lại bồng hung thôi không dứt. Từ đây bà Lan bèn giao hết cái tiệm buôn bán ấy cho vợ chồng Hoài Nghĩa cai quản. Vợ chồng Hoài Nghĩa cũng lên xuống thăm viếng mẹ một cách thiếu thảo. Còn đồ đạc của Hoài Nghĩa mua hồi trong gia đình, chàng cho đứt người anh em bạn. Chàng lại thưởng công chị vú nuôi nấng đứa bé được mạnh khỏe. Đêm hôm vợ chồng Hoài Nghĩa thuật lại những cơn ly biệt, làm cho hai đàn mến thương nhau quá bội. Phu sướng phụ tùy, chẳng một điều chi xích mích. Ấy mới biết hết cơn ly biệt đến ngày đoàn viên. Hết chuyện.